tôi đang chuẩn bị giao dê móc hàm nguyên con giao đến Sài Gòn nha bạn. Quá trình giao thì chúng tôi sẽ cân ký và chúng tôi sẽ bỏ dê vào khi mà thích khi giao cho khách sẽ rất là tươi, vẫn còn rất là ngon nha bạn. Cho nên là quá trình mà vận chuyển cũng như quá trình mà chuẩn bị để giao cho khách thì rất là quan trọng. Các bạn nào mà thật sự có nhu cầu mua thịt nguyên con tại đặc sản Ninh Thuận, các bạn liên hệ ngay qua tiếng Đàm để chúng tôi giao toàn quốc cho các bạn nha bạn.